Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông báo, từ 11 giờ ngày 6 tháng 4 đến 11 giờ ngày 7 tháng 4, ghi nhận 569 trường hợp từ 68.310 đến 68.878 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó ca bệnh là F1, 284 ca. Ca bệnh là người về từ tỉnh khác, 1 ca. Ca bệnh ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, 284 ca. Huyện Tam Đường, 48 ca. Trong đó 32 ca là F1 đã được quản lý huyện Phong Thổ 80 ca, trong đó 58 ca là F1, 1 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý, 21 ca ngoài cộng đồng. Huyện Sìn Hồ 92 ca, trong đó 41 ca là F1 đã được quản lý, 51 ca ngoài cộng đồng. Huyện Than Uyên 41 ca, trong đó 7 ca là F1 đã được quản lý, 34 ca ngoài cộng đồng. Huyện Tân Uyên 27 ca, trong đó 11 ca là F1 đã được quản lý, 16 ca ngoài cộng đồng. Huyện Mường Tè 83 ca, trong đó 36 ca là F1 đã được quản lý, 47 ca ngoài cộng đồng. Huyện Nậm Nhùn 61 ca, trong đó 30 ca là F1 đã được quản lý, 31 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Lai Châu 143 ca, trong đó 69 ca là F1 đã được quản lý, 74 ca ngoài cộng đồng.